Hello, xin chào cả nhà nhá. Chào cả nhà một buổi sáng. Đấy, nói buổi sáng bây giờ 8 9 giờ rồi cả nhà. Quen một buổi sáng. À, bây giờ Bùi Tôn nó hôm nay nó nghỉ nó bảo mình xuống đấy ăn cơm cả nhà. Xuống nhà nó qua chợ mua ít tinh tinh rồi xuống đây quay video đấy cả nhà nhá. Lâu lâu đổi gió xuống dưới nhà dưới trang trại ấy. Đấy. Mời cả nhà đi cùng mình xuống đấy nhá. Chắc lại có con gà thịt. Đấy, mình lại vừa điện cho mình vào xuống mua ít gia vị miến miết để xuống nấu canh cả nhà. Mời cả nhà đi cùng mình xuống nhà Bùi Tôn nhé. Đi học về đó, cái cháu nó đi đúng giờ tan trường về cả nhà. Vừa vào chợ mua mấy thứ linh tinh cả nhà. Rau cỏ, ớt chanh, hành tỏi. Đây là trường học của Long đây ạ. Trường học cấp 1. Quân phục màu vàng ạ. Xếp Long. Bố Long ở nhà nghỉ thịt gà. Thịt gà này bác phải đón Long. Không có đỡ mất công đi đón mày. Đây vào đúng cái ngõ nhà mày đây chưa? Đấy, đi đi. Chuẩn chưa? Đấy. Đấy, phải có trách nhiệm rồi, phải quay phim thế này không có là bố mẹ nó này mà không thấy đấy, có cả ông thợ điện chứng kiến nhá. Đấy đấy, thả đúng nơi được quy định đấy. À, thế này là hết trách nhiệm nhá. Bây giờ còn thằng này nữa, cháu mới biết đi xe là tự đi này. Tính nghịch vua đôi đò này cũng có xe nhưng nó phá lắm cả nhà, mua xe nó phá tan này. Xe hết hơi nó cũng đi, cho nên là bây giờ bắt nó đi bộ. Đi bộ thì xa, lúc nào có ai rảnh thì đưa đón, không có là cũng phải đi bộ cho chừa đi, rèn luyện từ bé có phải không. Tính nghịch vua đôi đò tại mày nghịch mày phá, có xe không biết giữ mà đi. Này có vẻ mát rời cả nhà. Đã tới nhà Bùi Tôn. Đã tới nhà Thánh Nghịch Vua Đi Đòn. Đấy, tới nhà Bùi Tôn rồi cả nhà. À, Bùi Tôn thịt gà. À, bác Phở đang thiến gà ấy. Dạ, được. Đang thiến gà nhé cả nhà nhé. Thiến gà ấy.
Đúng, phải tiêm thuốc tê nào cho nó nhìn thốn các anh ạ. Ở kia à, đấy gà thả vườn chưa, mênh mông chưa, mát rời hôm nay ăn thịt gà ngon rồi. Đấy có à, nuộc chấm mực khén à, được anh ơi, gà nuộc chấm mực khén. Ui đu đủ, cây này quả to thế. Test thử. Cơn mưa chiều nay. Bây giờ mưa liệu có ba chưa? Có từng ngày đấy. Mới rửa mấy quả đây cả. Mưa rào là có từng ngày có ba. Phong cảnh dưới ao trang trại sướng như cả nhà. Cây xoan rỗng này nó đổ đất rồi, nó rồng cây đào con rồi này. Cảnh giả phết đấy. Rỗng nhét đất vào đây rồng cây đào. Cây đào con. Suối to phết. Cá này. Cỏ thức ăn cho cá này cả nhà. Ngày nào phải sáng phải đôi xe này cả nhà. Cái này ở nông thôn không được rất là rảnh rỗi đâu. Nhiều khi cứ bảo là gọi uống rượu nhưng mà khó đấy. Người ta phải làm. Cá điện đầu rồi. Vớt bèo rồi là cắt cỏ. Mẹ mới đi làm sao nhỉ Long nhỉ? Như là tối về à? Đi công ty. Chiều về à? Đi công ty thì phải tăng ca thì phải 8-9 giờ tối về cả. Rồi đến bữa lại chia sẻ tiếp cho cả nhà nhé. Đấy, mình chia sẻ đây. Đây. Những hàng mít trước cửa nhà. Tốt hết rồi. Cây bưởi. Cây ớt. Cây ớt khổng lồ. Đây là cây ớt khổng lồ. Nhưng mà cây ớt khổng lồ bị chết rồi. Năm ngoái bị chết rồi. Năm nay là cây này lại mọc thế lên. Thế thân vào. Giống ớt này ăn thơm cay lắm. Làm ớt nén thì tuyệt vời một trời luôn. Mình vẫn còn hai loại ớt nén từ năm ngoái. Cả nhà đã xong nhá. Gà luộc chấm với lại chấm chéo. Bác đã nấu một lôi miến. Hôm nay chỉ có nấu miến thôi. Đàn ông ở nhà chỉ ăn miến với gà luộc thôi. Chứ không ăn cơm. Không có cơm. Nhà hết gạo rồi đành phải ăn gà luộc chấm muối chấm chéo, mới ăn miến. Mời cả nhà. Oai da. Lòng gà, rãi, kê gà. Miến gà. Miến cứ thế thái, cứ thế cho vào. Không, đấy, đầu bếp luôn đấy, cứ thế là cho vào dài 2 mét. Không cần thái. Nhục lắm. Anh gắp cho 5 cây gà kìa. Ăn cây gà rồi còn mau để cho bác. Trong túi nó giòn. Trong túi nó giòn làm bẻ được. Đúng rồi. Ăn. Thế có để ăn vất vả lắm. Dài như này. Chán. Gắp cho em bỏ. Ăn chán à, đây cho phố nốt đi. Nốt ăn luôn. Đấy, cây gà đấy, sát thịt một con gà xong nắm kê đấy nhỉ? mười mấy quả. Nên là thiến gà cả nhà. Đấy, run tay. Run tay, chấm với chấm chéo. Quê. Cấp một gà nha. Quả dãi gà to nhỉ? Kíp mồm. Ăn dãi gà nó nhéo nhỉ? Hồi xưa mình làm một tô ăn mới khiếp. Thôi. Bác. Miếng cũng đặc, cũng ngon đấy. Mình ăn một đợt trước mình ăn một tô cũng khổ. Ăn đi đưa cho bố mẹ ăn. Trăm một cân. Cái này cũng là nướng là đúng. Ngọt. Bảo học nó mướp.
luộc gà lúc rái gà cũng nó mướp. Đây chưa? Đấy miếng này, miếng này, miếng này. Đấy. Chập chẹo, chập chẹo. Cái gì này? À, cái mật này. Ừ. Mật với pha chấm chấm mật nó đắng đắng thì ngon. Đầu bếp luôn vào bếp thì đúng là đốt nhà. Nấu miếng thì nó để cả sợi dài dài hàng mét. Nấu này là để ăn dè. Nên cả nhà nhìn nhìn này, nó trắng cắt hết rồi này. Ôi có khi là chú tôi nó cho nước vào thế nào nó khô. Miếng nó khô rồi. Cắt đầu dưới. Đầu gấu này. Hình như là miếng không không cho muối à? Có. Vẫn phải nhón tay nó mới ngon. Ừ. Bốc nhón nó mới ngon. Ngon. Cứ luộc này, chấm này, dễ ăn. Nhưng phải ăn nóng cái này cơ. Mời cả nhà lại tiếp quả quả cà này nữa. Dòng cũng tốt đấy. Tốt. Đấy mà không chịu phát đường ra để nó cấu tăng ra ta nhìn thấy ớt quá ta quay lại. Tốt. Và chờ toán về đấy. Mời cả nhà nhá, kê gà. Con mà chấm muối à? Miếng khô rót nước vào thì không có gì. Cái miếng này phải gấp phải đấy. Đấy. Dâng cao từ từ dưới mâm lên tận nóc nhà mới gấp được sợi miếng ăn. Chưa. Thế gọi là đầu bếp luôn. Nước đây. Đấy, cái này nó ăn mới ngon. Ăn mới ngon, thối kêu ăn ngon. Miếng nó nóng giờ để cho nó nguội. Đấy. Còn cái rau này là cả nhà là rau trùm ngây nhá. Đấy, ra rất rau trùm ngây này. Đấy, dưới bờ ao này là có rau trùm ngây ăn ngon lắm cả nhà. Quẹt mạnh cái này vào. Quẹt mạnh cái này. Cái này mà cứ dưới cái này vào cũng được mà. Chú đâu chú đây đấy. Mình ăn cái canh này nhạt thật. Bố này ăn nhạt này. Nó cho cái nước đi vào. Có chứ. Đừng dây đi. Đã xoài để bác ăn. Mời cả nhà nhá. Đây là xoài to như bàn tay. Giả quá. Nòng thánh nghịch vua đùi đỏ nó rứt cái lá xoài rồi. Ai ăn thì ăn đi. Gà chấm bộ. Chấm như này thì vô bệnh tật. Giả xoài của chấm nó phun chết tao. À, không tin được cái này. Đấy, rất là căng. Nó ngoài cái thịt ra, cái bộ gan cái mặt cái nước thì thủi, chẳng cấp. Già già. Ăn mạnh nào. Bốc nón. Gà thả vườn ăn vẫn thơm ngon, không mình phải làm cái đầu, đầu là có cái màu ó, thánh nhịch vua đó nó cấu nó ăn mất, cái gì hay, mai bán phô gà, ăn phô câu gà nó béo, nó bổ nó thông minh, chế pháo nó mới nổ được. Hôm nay bác mà không gặp mày ở chỗ chợ đây là mày đến nhà. Anh đi cũng thằng nào ngồi trên xe đạp. Đi. Nên bác còn mấy cái xúc xích ăn nốt nhỉ. Phải dán lên rồi. Sống. Để bác kể ra nha. Bác bảo nong ơi.
Ngồi im cấm ăn cái gì mà cấm được cái gì nha. Vâng dạ, bác dắt xe đúng là chạy ra cùng mấy con chó đứng ngó mãi, bác nổ xe máy xoay xoay đi, bác là quay vào đúng không? Quay vào là vong bác xuống lục xoong, cứ xoong xoảng mà mở tủ lạnh lấy xúc xích. Bọc con xoong. Lục xoong xem có cái gì nữa. Bác sống bây giờ cái đấy chị Ninh thì nó bảo căng lắm. Sống thoát là cái gì? Về bác cứ ăn cơm không? Cái thằng này nó hôm nào hỏi ăn cơm không mà không thì có vấn đề. Mình dặn rồi chứ sao? Hôm trước thì nó lừa củ khoai ấy, sau tối nhỉ, mình phát hiện chị nó kêu cho ăn khoai, cũng không có khoai năng, không có khoai năng. Thằng đấy là có nhiều khoai. Có khoai năng. Thế ở nhà ăn được, nên bác cũng được. Thế đấy là trong sau còn 2-3 củ, nhưng này chắc chỉ đớp 1 củ luôn. Chỉ là làm 4 xúc xích tẩm, ăn sống, sợ. Đây này góc giếng mà dưới nước này mà. Cật gà. Đây là cật. Ba rái. Sao vẫn vẫn thấy mà. Đấy, hàm dưới này. 6 con 12 rái. Ra thế này là gì? Đến bốc biết nó cả gì. Từ từ hơn nữa. Bà Nam cũng ra, bà Nam cũng ra. Ngoài đồng nó có nhiễm về luộc thì chắc chắn. Không, nó muốn ăn còn chết. Nướng gia vị xong nó đổ vào. Nướng gì đâu mới nướng. Tóm lại là các bạn nhặt cái nhiêu mình về. Đổ nước thì nên thì mà thôi. Đổ nước. Dòng nó dỗ lòng nó hút. Nha. Mời cả nhà nhá. Miến gà. Nước suýt với miến này, à, lấu với miến với lại do chủng gây không những ngọt thật. Thánh Nghị Vua Đồ Đồ đã xong rồi à? Đây, cắt này. Nấu cái này. Đấy. Đấy da, giải, giải khoai. Đừng mưa. Mưa mệt lắm. Thế nào cái sân. Nó mình không người tránh được. Mùa mưa. Đã có kinh nghiệm một phần chứ. Nhưng mà đố tránh được một chút nữa hai. Cái trận này, ba trận này. Mà không. Máu cuối tuần này mưa hết. Nhưng mà nhà chủ mà con không dục thì như thế thôi. Đấy, như thế thôi. Thứ nhất đó là con Trung Quốc. Nhục lắm. Bảo không nghe ra tội cái bước một mà muốn phép thì lúc nào cũng là nào có tâm tâm thì cũng có tội suốt ngày thì mẹ thì đi quá hạn chỗ đấy không sợ bởi vì nó gối nó cùng góc cùng tay tam bảo nhưng tôi không sao vẫn ăn được mà. Giải khoai, nấm thịt. Thịt này là ngon đấy, có màu. Sao các bạn mà nên mua thịt này nhỉ? Thỉnh thoảng nó bảo mua sao thức nạ. Mua yêu tiền bố nó. Thường bảo nó mua thịt này nó còn vã mồm nữa. Ba nhìn xem những gì nó có thịt rồi. Ý là mẹ mày không bao mua cái thịt này để ăn. Nó nói rõ nó tâu. Em là cái tích mỡ mỡ. Ừ. Theo yêu cầu của chồng. Đã nước giả không thôi à? Không, cho nên xì mũi. Ừ, xì mũi à? Thật, ăn kể cả nạt nạt quá cũng nhỉ. Nạt không ăn nó khô. Cái này nó quay kỹ bắt cho tí mắm tôm mà nó làm mềm lúc này thổi. Đấy, như nếu mà mắm tôm thì cần cứ xào thì nó xém đi, nó đổ mắm tôm vào nó đã cơm rất ngon. Đấy, đẳng cấp nha. Không, mà cho vừa đâu. Tí cơm nóng vào. Nó vừa mắm tôm, ui nó mắm tôm thì mình cũng ăn nó lâu rồi, có lại có ăn đâu. Thì hành thơm đề nè. Cân mắm tôm. Cho vào đảo. Cái đấy phải đúng là đun cái kiểu như là bếp công nghiệp này, lửa nó già, thơm, lát. Nó ngày xưa gái cơm gái đẻ. Cái này cơm nhiều mắc kém quá. Thế là rồi. Rét cái đấy thì ăn nó mới chín nóng.
đấy là mình ăn tình vào cái đồ kia. Phố cũng nhón đi, ăn cái gì nhón đi, ăn nó mạnh lên mà buộc nó mạnh lên, ăn uống rồi bốc vác mạnh lên. Thì có con gà cả nhà nó đủ đấy nhau từng ngày người miếng luôn đâu mà vào ăn thật chưa đấy. Xoong miếng đó. Đấy, cứ như này, thế là hai lần. Riêng bụng mặt lên. Đấy. Cho xoong còn múc nó lên cho nó sạch. Đúng không? Đấy. Ăn miếng không có cơm. Thế thôi, chưa ăn mới thôi, còn bao nhiêu tối ăn bù. Nói vậy, mẹ có ăn kéo mà. Làm bây giờ, mẹ hùng luôn cùng ăn tẹn. Có biển là dưới hè này chịu khó quay mấy cảnh mắc bơi quay còn ao dưới gì ạ? Có người phải tập thôi, làm hai cái can là nách đấy. Có người chồng chết 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 mẹ dọa ơi cổ mà cứ sống chết nó vẫn mang cổ hồi rồi trong túi nó vừa giật cái điện giỏi thật. Cái gì đấy? Cái gì? À cái chuột nó vẫn dính một con ở trong nhà kho này. Bắt đây bắt ra này, chứ bác mang cho bị gì? Sắp hết rồi, đấy nó liền. Đấy nước bà chỉ đấy. Tôi tận nào tên nào? Bà chỉ đấy nữa. Dưới nào được đường góc đây này. Bà chỉ. Không ở đây nhưng mà. Phố chả này chú này, này gà ngon này các bạn phải gói ức bớt lại. Khổ gà như ngày xưa tránh nhau gọi là miếng là ức ngon thì là miếng là ức ngon thì là phần con phần cháu. Bây giờ bây giờ là đi là xương cánh nguyên cổ này cái này các bạn còn giống này già hơn đấy. Ấy là một hà rồi, con thấy sâu cái da gãy mẹ tim. Già hơn đấy. Thấy con cưa già. Thế gà là gà già. Già. Thế người ta chỉ nuôi được 2 tháng thôi. Thế sao có câu là chó thiến già, gà thiến non. Mình đi bắt liều. Tôm mặt. Đúng là nào vậy, 5 hay 10 phút ngon đâu. Không, như này là chuẩn rồi. Mất biết rồi nhưng mà nào là 10 phút mà 6 lần nó đột biến trong lúc 10 phút vào để hoài nó bới máu cái này là mình nó đéo chịu được cái gì mà mình nghĩ là thứ thì ra này thôi thuốc không có thế hết này mà đúng làm gì nó là chết ra già này chết là còn đỡ đấy nhưng mà gà thì là chết móc làm sao được móc ít thì chỉ có chết. Nó bố rồi thôi, giật cái đôi là nó gọn nhẹ, nó bố thò thò hai cái tay là nó chảy máu âm phần dãy theo tay không biết là chết cũng biết là già chết có gì mình đâu niềm chết sạch chết chết thế thôi bảo mình mua già gà đéo các bố thiếm nói người ta chuyện ra người lại cười có cửa rồi thì gà bảo là thiếm gà non thôi cũng là tầm độ tháng thứ hai tháng 100% bảo đảm chẳng chết nếu mà thì đấy cả nhà đấy hôm nay là này, xuống Bùi Tôn vừa thiến gà để coi là để gia đình ăn làm luôn con ngứa mồm làm luôn con ăn tét thử luôn. gà chưa thiến xong đã phải tét con ăn trước đã. Nấu miến luộc chấm tẩm chéo nấu miến do đầu bếp Luân phụ trách khoản miến dài hàng 2 mét. Rồi, video kết thúc nhé, chào các nhà để ăn luôn chào cả nhà nhá, cháu ăn rồi còn đi học.